Hiện nay sản phẩm mặt nạ sủi bọt cà rốt Yanfu Hàn Quốc đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp điều trị mụn vô cùng hiệu quả. Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng mặt nạ sủi bọt cà rốt, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng mặt nạ sủi bọt cà rốt, thì hầu hết khách hàng đều thích điểm nổi bật ở sản phẩm này, đó chính là thành phần của mặt nạ sủi bọt được thu hoạch từ đảo Jeju xinh đẹp. Với chiết xuất từ cà rốt, mặt nạ này giúp bổ sung các dưỡng chất hàng ngày trên da của bạn với các tác dụng làm sáng và dưỡng ẩm, mang lại một làn da rạng rỡ và khỏe mạnh. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở em này là khả năng thải độc cho da, làm sạch lỗ chân lông và giúp da mịn màng trắng sáng hơn. Đồng thời, giữ ẩm, giúp kéo nước từ không khí vào lớp ngoài của da đến tầng lớp sâu hơn của da, giúp cho chị em khi sử dụng cảm thấy thư giãn và tươi mát hơn. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng mặt nạ sủi bọt cà rốt này đều khen cả. Nên chị em cứ yên tâm lựa chọn và tin dùng em này nhé. Nếu bạn đang có bầu, bạn có thể sử dụng mặt nạ sủi bọt cà rốt để cấp ẩm, loại bỏ nhờn và ngăn ngừa lão hóa cho da mặt. Nhưng bạn nên xem kỹ video này để đảm bảo an toàn cho bạn nhé. Còn shop mình thì vẫn luôn khuyên khách hàng không nên dùng bất cứ mỹ phẩm nào trong suốt thời kỳ thai nghén, nhưng vì một số lý do về tính chất công việc hoặc tâm lý thì bạn nên cân nhắc sử dụng và xem thêm những thông tin sau để có thể quyết định nên dùng em mặt nạ cà rốt này hay không nhé. Thực tế thì mặt nạ sủi bọt cà rốt này dùng được cho bà bầu vì em này được các chuyên gia đánh giá và khẳng định là có bản thành phần chủ yếu là cà rốt rất an toàn và lành tính cho da của mẹ bầu, nên bạn có thể yên tâm và sử dụng ngay có khi bạn đang mang bầu. Bạn có thể xem chi tiết các thành phần được in trên hộp mặt nạ sủi bọt cà rốt này nhé. Để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, các chị bầu nên tuyệt đối tìm hiểu và mua sản phẩm chính hãng để sử dụng nhé, để không phải hối tiếc về sau. Mặt nạ sủi bọt cà rốt Yanfu hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán mặt nạ sủi bọt cà rốt hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.